Khương Dư giận dữ gọi công an khi đang quay mà bị nhóm người gây sự xô xát. Mới đây, trên kênh YouTube của đạo diễn Khương Dư đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng đoàn phim đi quay tại một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại thành Sài Gòn. Anh nói, hiện tại tôi đang có mặt ở một khu nhà hoang thuộc huyện Bình Chánh để quay phim Lớp Học Đại Ca. Toàn bộ diễn viên đều có mặt ở đây đầy đủ hết, có cả anh Thanh Điền, ca sĩ Chi Dân, diễn viên Trương Quỳnh Anh, chị Hanh Ngọc, Nhân Hiếu Di Khương và anh Lê Nam. Ekip cũng đang di chuyển máy móc vào nhà để chuẩn bị quay, toàn bộ đoàn phim rất đông người. Ngoài kia, bà con cô bác biết có đoàn phim tới quay nên cũng ào tới xem quá trời. Tôi ở thành phố ít người biết, nhưng được cái về miền quê thì ai ai cũng biết. Mọi người quý tôi lắm vì ai cũng xem kênh YouTube của tôi. Tòa nhà này vốn là nơi cho người vô gia cư ngủ. Tôi thấy tòa nhà này lâu rồi nhưng không dám vào để quay trùm nổ vì sợ lắm. Bây giờ tôi mới đánh liều cho đoàn phim của mình vào quay vì cảnh bắt cóc cần bối cảnh này. Khi vừa đi hầm quầy nhà hoang thì bỗng có tiếng karaoke vang lên khiến anh phải đích thân đi xin xỏ. Anh nói, xung quanh tòa nhà này nhiều người đang nhậu rồi hát karaoke, nhạc mở lớn quá rất khó để quay phim. Nhưng người ta say xỉn hết rồi nên ra xin họ ngừng hát cũng phải cẩn thận. Tôi phải ra dặn nhân viên cẩn trọng, tốt nhất để tôi ra xin, không người ta thấy lạ rồi la lối, lời qua tiếng lại mất hay. Trên đường đi tìm người dân để xin xỏ, khi vừa nghe nhân viên kể lại rằng có một vài người lạ mặt đang chửi anh lập tức lên tiếng. Tôi có làm gì đâu mà chửi tôi, nếu chửi dữ quá tôi sẽ gọi công an. Tôi không làm gì bậy bạ mà người ta bậy bạ thì tôi cũng tính theo kiểu bậy bạ. Nói vậy chứ người ta say rồi nên không biết đúng sai là gì. Trước hết tôi vẫn phải ra xin xỏ, năn nỉ họ cho quay đã. Ở đây là dân buôn bán tứ xứ ở nên phức tạp lắm, quay phim rất sợ. Nói rồi khi vừa chạy ra xin xỏ thì thấy một nhóm người lạ mặt đang đứng chửi bới, gây sự xô xát với ekip làm phim. Có cả Chi Dân cũng đứng đó. Khương Dừa chỉ dám đứng từ xa gửi điện cho công an tới giải quyết. Tuy nhiên vì bị chửi nhiều quá và hãy nhóm người đánh nhân viên ekip nên Khương Dừa không giữ được bình tĩnh, chạy tới gần quát lớn. Các anh vừa phải thôi, tôi không đụng chạm gì tới anh, đừng có lấy rượu ra kiếm chuyện với người ta rồi chửi bậy chửi bạ. Sau một hồi tranh cãi, nhóm người lạ mặt bỏ đi, không quên đe dọa vài câu. Khương Dừa lo lắng nhắc nhở nhân viên cẩn thận. Anh nói, bình thường tôi cũng hiền lắm nhưng nhiều cái không chịu được, tự nhiên xúc phạm tôi là không được. Lần đầu tiên tôi đi ngoài đường bị chửi như thế, nếu không can là tôi đánh luôn. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả chứng kiến sự giận dữ của Khương Dừa.